Thank you. Và trước khi vào video chính của ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho anh em một con app giúp cho anh em kiếm nguồn huy hoàn toàn là miễn phí. Và anh em có thể áp dụng cách này để có thể kiếm nguồn huy là mua những skin và cũng như là mua những sổ sứ mệnh. Anh em có thể thấy, bây giờ mình sẽ dán mã số thẻ từ app X-Core này vào, số nguồn huy đã được cộng vào trực tiếp vào trong game. Và app này rất là dễ dùng, mình sẽ để link tải ở dưới phần comment hoặc là anh em có thể vào trực tiếp CH Play để tải về nhé. App có tên là X-Core. Đây, cái số bui ở đây hiện tại mình đang có 3600 bui. Các bạn chỉ cần kiếm đủ 6500 bui, các bạn có thể đổi được một chiếc thẻ cào 20k. Thì anh em chỉ cần tải xong, anh em chỉ cần bấm vào cái mã giới thiệu, anh em nhập cho mình cái mã giới thiệu này. Và sau đó anh em sẽ nhận được 100 bui nha. Và mình sẽ gửi cho anh em thêm hai mã gift code. Anh em có thể nhập vào, anh em sẽ nhận được từ 100 bui cho đến 10.000 bui. Và sau khi anh em tải về, anh em hãy chơi cho tôi hai trò thôi. Đó là trò chơi trốn tìm vua thoát hiểm. Nó nằm ở ngay đây nha mọi người. Và anh em có thể chơi những tựa game khác để kiếm cho mình những số bui thích hợp để đổi những thẻ cào nha. Đó, hoặc là nếu anh em không muốn cày chay để kiếm bui á, thì anh em có thể nạp tiền trực tiếp bằng Momo hoặc là ATM vào cái con app này để anh em có thể là mua những chiếc thẻ được giảm giá đến 50% nha anh em. Một pha đi vào lòng đất.